Mọi người ơi, em còn ít ô van, khuôn chậu ô van nhỏ và khuôn chậu uh, chữ nhật nhỏ, bán nốt đồng giá một củ dưa nhé bao ship về tận nhà cho các bác ạ. Đấy, còn uh, một ít mẫu nữa thôi ạ. Em đọc mẫu từng kích thước uh, cho các bác nhé. Bác nào lựa chọn mẫu nào thì có thể để lại bình luận cho em ạ. Đây ạ, em đang có là ô van uh, 35, 45 cao 18 nhá. Ba mẫu này là cùng kích thước 35 45 cao 18 ạ. Uh, chữ nhật 30 x 40 cao 20 3 mẫu này cũng cùng một kích thước nhé là Còn 3 khuôn nhé à, 3648 à, cao 15 là còn một khuôn nhé à, 3657 cao 23 em còn à, một khuôn nhé à, 40 50 cao 23 một khuôn ạ à, 3646 cao 19 là một khuôn ạ à. và 3545 cao 21 là một khuôn nữa nhé đấy bác nào chốt mẫu nào thì 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 để lại bình luận cho em nhé chốt mẫu nào để lại bình luận cho em tất cả các khuôn này bằng chất liệu nhựa composite và khuôn đổ thủ công ạ nhựa composite ra rất là đẹp nhé mặc dù là nhựa composite thôi nhưng các bác có thể thấy này khuôn làm rất là khít và đẹp nhé giá là một củ rưỡi nhá một củ rưỡi bao ship vận chuyển lại đồng giá luôn em bán đồng giá một củ rưỡi to nhỏ như nhau nó chỉ tranh nhau vài phần thôi một củ rưỡi nhé bác nào chốt nhanh tay để lại bình luận cho em